Vừa ổi nhà chị trồng lâu thì chị sao đẹp thế? Vâng, em đang tính trồng ổi mà. Năm thứ hai à? Đẹp ghê ấy, cây nào cũng đều như nhau luôn. Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của em nhé. Ngày mai thì em xin phép review một vườn ổi nữ hoàng không hạt. Ổi thì bây giờ là tháng 9 âm lịch mà đã cho quả. Đây là quả nó đang phát triển thì người ta bọc này để bảo vệ trái nhé. Đây ra hoa này, các bác thấy không, ra hoa rất là sai. Cái ổi nữ hoàng này thì nó sinh trưởng và phát triển khá là tốt, dễ chăm sóc rồi. Khi mà trồng được khoảng 1 năm thì bắt đầu cho trái này. Có thấy không? Chỗ này thì người ta trồng khoảng chừng 2 sào. Số lượng cây thì em cũng chưa hỏi chủ nhà nữa. Nhưng em thấy là trái ra rất là sai này các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Ở đây trái như này thì bên trong bọc này nó to khoảng chừng bằng 5 đấm em thôi. Đó, em cũng không dám gỡ ra tại vì người ta đã bọc vào rồi thì em không gỡ ra. Nhưng mà đây là một hình thức để mà bảo vệ trái các bác nhé. Cây ổi ở đây thì rất là đều, cây nào cũng như cây nào luôn. Nó cao khoảng chừng 1,5 m rồi. Tán của nó thì rộng 2 m. Đây, các bác thấy không này, những cành non này cũng đang ra trái này. Đó, trái rất là sai luôn. Em xin phép giới thiệu lại, đây là giống ổi nữ hoàng không hạt nhé mọi người nhé. Đây, giống ổi nữ hoàng này được rất là nhiều người ưa chuộng này. Người ta mua về ăn cũng như là mua một vài cây về trồng để có trái ăn. Kia là chị chủ nhà, chị đang phun thuốc chăm sóc cho cây. Hoa ổi này mọi người ơi. Đây, các bạn thấy không? Đó, đây là trái ra sai cỡ này cơ mà. Em không biết là nó có đậu hết được hay không, nhưng mà giống ổi này trái rất là sai. Ở đây thì người ta trồng trên chất đất là chất đất đen nhá. Kia người ta bón lót bằng phân chuồng kìa. Các bác thấy không? Phân chuồng ở gốc rất là nhiều. Cây ổi thì vẫn nhỏ nhưng mà ra trái thôi. Đó. Dọc lên trên kia luôn. Khá là rộng. Ở giữa các ngã tư này thì người ta để những cái bếp tưới nhá. Thì khi mà bật tự động lên á thì sẽ tự động tưới cho những cây ổi này. Chỗ ngã tư nào cũng có hết các bạn. Còn các bạn thấy không? Cái kích cỡ những cây ổi này lớn đều như nhau, không có cây nào trội quá mà cũng không có cây nào bé luôn. Cây nào cũng đẹp như nhau. Ra trái sai đều như nhau. Đây các bạn. Trái nào cây nào cũng ra trái như thế này. Đó, ở các cành luôn nhá. Vườn ổi nhà chị trồng lâu thì chị sao đẹp thế? Vâng, em đang tính trồng ổi mà. Năm thứ hai à? Đẹp ghê ấy, cây nào cũng đều như nhau luôn. Vâng. Em quay về để giống mà thấy vườn đẹp quá em vào em quay. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Hôm nay thì em xin phép chia sẻ đến đây thôi. Bác nào mà thích trồng ổi hoặc muốn trồng ổi thì qua video này hãy tự tin mạnh dạn lên nhé. Rồi, em cảm ơn chị nhé.